Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh nữ Maria Magdalena. Vốn là một người tội lỗi, Maria Magdalena đã được gặp Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu tha thứ, chị đã hoán cải và chị đã trở nên người thân cận của Chúa, trở nên người phục vụ Chúa. Và đặc biệt dưới chân cây thập giá, chị là một trong số ít những người đứng dưới chân thập giá. Và điều đặc biệt hơn nữa, chị là người được Chúa Giêsu sai đi loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ của Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết noi gương Thánh nữ, biết hoán cải, biết phục vụ và biết loan báo tin mừng phục sinh của Chúa. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thân và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha hằng hữu, Thánh nữ Maria Magdalena là người thứ nhất được Con một Chúa giao cho sứ mạng loan báo tin mừng phục sinh. Nhờ lời Thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, để mai sau được vào nước trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, lòng mến của Đức Kitô thúc bách chúng ta xác tín điều này là một người đã chết vì mọi người,
Vậy mọi người đều đã chết và Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống thì không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì họ. Vì thế, từ nay chúng ta không còn biết ai theo xác thịt nữa. Mặc dù nếu chúng ta đã biết Đức Kitô theo xác thịt, thì giờ đây chúng ta không còn biết như thế nữa. Vậy nếu ai đã trở nên một tạo vật mới trong Đức Kitô, thì những gì cũ đã qua rồi, vì đây mọi sự đều được trở nên mới. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của tôi thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn tôi khát khao, thể xác tôi mong đợi Chúa, như đất heo khô khát mong mà không gặp nước. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Tôi cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa, vì ân tình của Ngài đang chuộng hơn mạng sông. Miệng tôi sẽ xương ca ngợi khen Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Tôi sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời tôi. Tôi sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn tôi được no thỏa dường như mì vị cao lương, và miệng tôi ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỷ. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Vì Chúa đã ra tay trợ phù tôi, để tôi được hoan hỷ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn tôi bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người tôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa tôi, linh hồn tôi khát khao Chúa. Alleluia, Alleluia. Hỡi Maria, hãy nói cho chúng tôi biết bà đã thấy gì trên đường. Tôi đã thấy mộ của Đức Kitô hằng sống và vinh quang của Đấng sống lại. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta để thầy ở đâu. Bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu.
một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: Tại sao bà khóc? Bà trả lời: Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi, và tôi không biết người ta đã để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại thì thấy Chúa Giêsu đang đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: Bà kia sao mà khóc? Bà tìm ai? Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: Thưa ông, nếu ông đã mang xác người đi thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi: Maria. Quay mặt lại, bà thưa người: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Chúa Giêsu bảo bà: Đừng động đến ta, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy báo tin cho các anh em ta hay, và bảo họ rằng ta về cùng cha ta cũng là cha các con, về cùng Thiên Chúa ta cũng là Thiên Chúa của các con. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng: Tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mình mừng lễ Thánh Maria Magdalena. Con tưởng rằng chúng ta có rất nhiều điều chúng ta có thể chia sẻ với nhau, bởi vì nhìn vào cuộc đời của thánh nữ Maria Magdalena, bản thân con thấy có rất nhiều điều giống với cuộc sống của bản thân mình. Và điều giống nhất đó là tội lỗi. Maria Magdalena là con người tội lỗi, có cơ hội gặp Chúa, được Chúa tha thứ, được Chúa hoán cải, và đã trở nên người phục vụ Chúa, trở nên người loan báo tin mừng phục sinh. Chính vì thế con chỉ xin chia sẻ hai điều ngắn gọn, đó là hoán cải, thứ hai là sự tha thứ của Thiên Chúa. Thứ nhất, việc hoán cải. Magdalena đã gặp Chúa Giêsu và bà đã hoán cải, đã thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi một cách triệt để, thay đổi một cách tận căn, từ một con người tội lỗi trở nên người yêu mến Chúa Giêsu, người thân cận Chúa Giêsu, người phục vụ Chúa Giêsu, người đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, người loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ của Chúa. Chính vì thế Maria Magdalena được gọi là tông đồ của các tông đồ. Đối với dòng Đa Minh, chúng con coi thánh nữ Maria Magdalena là vị thánh bổn mạng thứ hai của dòng. Hôm nay chúng ta nghe bài tin mừng Maria Magdalena đến mộ tìm xác Chúa Giêsu, nhưng bà lại gặp đấng hằng sống. Bà đến với tâm hồn đau buồn nhưng trở về với sự hân hoan. Bà đến để ngồi than khóc bên mộ Chúa, nhưng khi gặp Chúa bà lại được sai đi với tâm hồn hân hoan, loan báo tin mừng Chúa đã sống lại. Điều thứ hai đó là việc tha thứ của Thiên Chúa. Mừng lễ Thánh nữ Maria Magdalena, chúng ta nhìn vào cuộc đời Thánh nữ, chúng ta nhận ra lòng thương xót, sự tha thứ của Thiên Chúa thật lớn lao biết mấy. Chúng ta có thể tóm gọn
một câu lòng thương xót, sự tha thứ của Thiên Chúa thì lớn hơn tội lỗi của chúng ta, lớn hơn tội lỗi của Phêrô, lớn hơn tội lỗi của Phaolô, và hôm nay lớn hơn tội lỗi của Maria Magdalena. Chúng ta cũng vậy, chúng ta là những con người tội lỗi, chúng ta cũng được Chúa yêu thương, chúng ta cũng được Chúa tha thứ. Xin cho chúng ta cũng có tâm hồn hoán cải, xin cho chúng ta cũng biết có tâm hồn yêu mến, tâm hồn phục vụ Chúa giống như Maria Magdalena mà chúng ta mừng kính trong ngày hôm nay. Anh chị em thân mến, lòng yêu mến Chúa Giêsu đã thúc đẩy Thánh nữ Maria Magdalena bước theo Chúa trên đường thương khó và tìm ra viếng mộ Chúa liền sau ngày Sa-bát. Và khi gặp được Chúa, đã sống lại, Ngài vui mừng chạy về đem tin mừng phục sinh đến cho các tông đồ. Cùng với Thánh nữ, chúng ta dâng lời nguyện xin: Hội Thánh tìm lại vẻ đẹp của mình bằng cầu nguyện và khiêm nhường, bằng mồ hôi và những giọt nước mắt. Xin cho các Kitô hữu tích cực sống đức tin, nhiệt thành tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh, chuyên cần thực thi đức ai và liên lì hoan cải, để làm cho Hội Thánh ngày càng tỏa rạng vẻ đẹp thánh thiện của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Con người được tạo dựng nên do tình yêu, để con người sống cho tình yêu. Xin cho các quy chức, tông đồ, giáo dân luôn tham gia công việc của giáo sư, giao phần với trái tim đầy lòng mến Chúa yêu người, để xây dựng một Hội Thánh hiệp hành, yêu thương và tràn đầy sức sống của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa nói: Tôi đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta được Chúa Thánh Thần đổ đầy lòng thương xót, biên xót thương nâng đỡ người nghèo khổ và các bệnh nhân, mang lại niềm ủi an cho họ và gia đình họ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Thánh nữ Magdalena đã vui mừng khi gặp được con Chúa từ trong kẻ chết sống lại và hân hoan đem tin mừng phục sinh đến cho các tông đồ. Xin cho chúng con khi tuyên xưng Đức Kitô là Chúa và tin rằng chính Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì cũng được hưởng no đầy ơn cứu độ của con Chúa, đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, trong ngày lễ kính Thánh Nữ Maria Magdalena, chúng con dâng lên Chúa của lễ này, xin Chúa thương chấp nhận, như xưa Đức Kitô phục sinh đã đoái thương chấp nhận lòng kính mến nhiệt thành của Thánh Nữ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng kỳ diệu của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ đã sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con,
khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Gioan, giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa ban cho những người xin lễ trong thánh lễ chúng con cầu nguyện hôm nay được như ý. Và xin nhớ đến linh hồn tôi tới Chúa chúng con dâng trong thánh lễ hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Nữ Maria Magdalena và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa xuống cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa đưa đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa hướng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa Giêsu, con tin thần Chúa đang ngự trong bí tinh thánh thể. Chúa là Thiên Chúa thật và là người thần, đã trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên đường về quê trời. Chúa muốn ở trong con và con cùng ương ao rước Chúa vào lòng để được ở lại trong Chúa. Nhưng con biết mình còn nhiều tội lỗi, chẳng đáng Chúa đến thăm. Xin Chúa tẩy sạch tấm lòng con để con nên trong trăng. Xin Chúa mở rộng hồn con để con đừng từ chối Chúa điều gì. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa lắm. Xin Chúa mau đến với con. Lạy Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin giúp con dọn mình xứng đáng đón rước Chúa Giêsu. Amen. Chúa cho bao gian nan.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con hiệp thông vào các mầu nhiệm thánh. Xin tuôn đổ vào lòng chúng con tình yêu nồng nàn và bền bỉ. Xưa đã liên kết Thánh nữ Maria Magdalena với Thầy Chí Thánh là Đức Kitô con một Chúa, đấng hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xuống giáo khu Đức Mẹ La Vang tại nhà ông bà Chánh Tiên để chúng ta cùng nhau lần chuối kính lòng thương xót Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho chúng con.